Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã tiếp tục quay trở lại. Thì trong những ngày vừa qua thì phải nói là những ngày rất là khủng khiếp đối với bốn tỉnh miền Trung, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, đặc biệt là tỉnh Quảng Bình. Bà con sống trong cảnh ngập lụt, thiên tai. Nhưng may mắn là có được những cái tấm lòng trên khắp mọi miền tổ quốc đã đến và chung tay và ứng cứu và hỗ trợ kịp thời lương thực, phẩm, rồi chăn màn, rồi những món quà, rồi phong bì tiền rồi. Riêng ở Cảnh Dương mình thì cũng thiệt hại, nhưng mà thiệt hại so cũng không đáng kể. Thì trong cái lúc mà bão vô đó thì sóng nó vô nó đập vỡ hết đi hết cài, thì cũng may là bà con là đã xuống là khắc phục kịp thời. Thì trước khi mà đến với những cái chuyên mục về ẩm thực và đánh bắt hải sản, thì có lẽ là chúng ta hãy cùng nhau xem những cái nỗ lực không ngừng nghỉ của bà con trong lúc là dùng bão chống chọi với thiên nhiên. Cua luôn rồi à? Dài không? Béng à, hôm nay rất là lặng và do thuyền mình là chưa đưa xuống cho nên là dập ra rồi kệ đó. Mấy anh em đi đánh cái thúng này. Béng hôm nay rất là lặng. Sau cơn bão thì béng rất là lặng. Đánh nhanh gầm tập tiêu rồi. Chào bà con. Ra xe mua muối. Rồi. Một em cá gắt đầu tiên, cá bồ kìa. Bỏ qua em, bỏ môi em. Bỏ trong thùng luôn, cặp về mà mang hộp lại. Thùng. Cá gắt, cá tôm. Đó nó có là nó đóng luôn. Không cần, nó là đánh một phát được luôn. Ôi trời, mình đánh lại cho. Cô sống yên xin thật. Cô sống yên xin. Cá lao. Xin chi mãi, cá để xin cho. Tôm chua bồ quá. Có tôm không kìa. Tiêu cùng đóng kìa. Mỗi phần mắm rất là lẹt. Dù đồ này có đánh khéo được luôn mà làm gọi băng này ơi, cái xương à. Đồ mai mình đánh điểm này đéo có cá rồi bây à. Cá xương còn đóng nào tốt. Đi dựng gần lưới không mà hả nè. Lấy một câu xong nè.
cá cơm cua sông cua cua tôm cún cúm à, cá lão à đứa nó mới mịn đúng không đứa nó mới mua à, tôm đã cũng cúm cái cơm nó đóng mít luôn à không có cơm nó đóng tài trời cái cơm nãy lũ nhảy đậy cá gạch lắm cá gạch nằm dưới vậy à cá gạch cá gạch rồi đóng dưới vậy chọc về gỡ chọc về gỡ con đủ cá chưa đúng một em bật má mà cá nó mới áp vào cho ai cá là cá mẹ lưới được đóng được cá mẹ luôn có cá cồn luôn chắc chèo đâu ấy đó đó đây đó đó chắc chèo đây đâu đâu chắc chèo nhỏ đây chèo nhỏ chắc chèo nhỏ đây về đây chắc chèo đâu ấy đó đó đây đó 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 chắc chèo đây đâu đâu chắc chèo nhỏ đây chèo nhỏ chắc chèo nhỏ đây về đây à đánh một phát là không ăn thua nè rồi tiếp tục đánh phát nữa mày đánh cái đội mình nó ấy. Ê, sập bún lên đi đây. Bây giờ có mấy anh em bên đội này đánh không? Đi nó lưới nè. Đó. Dưới ơi, dưới. Tao băng lên mai em ra làm sao đây. Đánh được nhiều đây à. Nhiều hơn chú à. Cháu đánh nhiều chú đâu. Bằng lưới đây. Quay. Lo. Mấy anh em đã đi ra kéo lưới tiếp, còn tôi thì tôi về tôi đi chợ đi mua đồ để tí về nấu canh với làm gỏi. Sau một trận mưa một đợt động lớn thì ốc lại áp vô bờ rất là nhiều. Luộc ngon cực kỳ luôn. Luộc hả? Vẫn có ốc bông à? Ốc này ăn có đau bụng đâu bà. Nước mặn nè. Đừng đâu. Ăn đi à? À đổ đổ. Có không? Có không? Có không? Rồi. Trời ơi. Rồi, mày có không? Hả? Có không? Cứ bảo ông bao ấy. Rồi, đâu rồi, bao đâu rồi? Một cái, một cái. Ôi, đi, 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 không? Ở đây, bọc cá đây. Ha, ha, vậy nó chui vậy kìa. Đây, đây, cá đây. À, từng này làm canh đẹp lắm. Ui. Tùm. Ừ, ok kìa. Chú về lấy rau à, không được nhiều, có lẽ là phải đi ra chợ mua thêm một ít phẩm rau kia về mà ăn kèm hết. Từng này là không ăn thua thì, nếu mà đánh mà về là bữa sau là phải chở thuyền xuống đưa lưới cao lượng đi đánh cho đi đánh mà về là không ăn thua. Chốt đoạn đây đây. Sợ đứa này thừa à? Mới chợ về này, đậu này. Măng chua là tự măng chua là đi đào, mình đi đào về ngâm chua này. Đúng. Rau kia củ quả này. Ăn nói chung nấu ăn ngoài này luôn. À cá bí cũng này.
lấy gai chưa? Một thằng cắt gai, thằng cắt gai, thằng làm ruộng, trời đâm phát khóc tới máng luôn đó. Cộng từ đêm qua đâm đâu là đi qua lẩu đối to ai mình đâu hỏi chúng ta đi để cho nó lý chúng ta đi cả ai mình đâu không đi để nó túi ra kéo đi vượt đây trời có mượn lý có hộ mượn hợp là ai mượn trước người đấy trước có đâu mày không có hộ trợ sao không mày không có hộ rồi chứ tiếp tục là hai ông này đi ra lần lưới cá vượt khi đêm đóng được hai con thì có lẽ là chúng ta hãy cùng dành ít phút để xem lại hình ảnh khi đêm đánh được hai con cá này. Đó, trời rất không nơi đây hai con luôn đây con đây con nữa à rất nhiều quá đóng cái đầu hôm này mắt đang tươi đi à đâu, mắt đang đỏ lộn nè rất nhiều quá ai thì phải đánh lụng mới chẳng đánh khơi càng ghét nữa. Về đánh phía trên ngay đường cái cầu mưa một đường nhặt không khác. Đây kia có cao kẻ chú cô. Đây kẻ là cơ. Đây kia mà kẻ ơi. Đi mà kẻ cá này nhỏ. Đây nhỏ mà kẻ. Chạy mua. Sắm lưới mà 2 năm trời giờ mới. Cá cấp lưới này 2 năm bây giờ mới đánh ra đây. Cá đánh lần nào đâu. Đi ông đánh nè. Đi ông đánh nè. Cái bữa động gió nè. À đúng rồi. Đây quá. Đây là khoai từ. Gọi là khoai từ. Anh măng chua. Măng chua này là hôm trước mình đi đào được ra. Bỏ cái chua vô. Có bỏ cái chua vô nữa. Cái đầu. Đây. Đấy, đi vô nó ấp quả nó nảy hết cá. Tao công giúp mày. Đồ không ai. Công đâu? Thúng đây. Chú chạy vô mày sao? Mày sao tao nhảy vô trước á? Trời giờ cho mày anh vô nó mới thủng mà. Hả? Anh vô em đi ngược ra nó mới thủng mà còn đi. Nó đi ra lại đi nó mới thủng đi. Còn nghe cũng thôi sao mà thủng được. Chưa có phải kẻ không? Có. Sắp có vài con. Mà chú nhập quá, chú không dám quay giờ bé giờ đâu rồi? Đúng rồi, cho hoa con. Cái bữa chú chụp mày kẻ đó là con. Đi bên cái bộ nhũ đây. Cái bộ nhũ đi. Đi đi tôm ra. Đi bắt đâu mà mình sợ. Xin mời cả nhà. Mà đem đi tôm ra mà đánh. Xin mời cả nhà. Xin mời nhà trong mẹ à. Bây giờ về tắm nhỉ? Có tôm sú. Tôm sú à? Ba là mình tắm. Ê. Để bấm này. Đâm bắt này. Ủa. Ủa. Đâm bắt nó lại. Để bây giờ vào. Ê. Hả? Ủa chứ chả. Trời bè xin nhé. Trời cá bụt kìa nè. Ăn cháu. Kì đúng không? Kì không? Mời bà con nha. Cá bụt kìa nha. À bên qua có đĩa. Điêu. Bỏ bên đây. Đây. Mấy anh đi đánh cá. Điêu. Dạ. Chuẩn bị mất rồi, mất xong trong đấy chứ. Ôi, chắc chèo rồi. Do mình ngồi ấy không? Rồi, cái đuôi. Đuôi. Chắc chèo con chắc chắc. Con có xong đây là. Chắc chèo. Chắc chèo. Vô mày. Ok. Ăn cảo mà. Chưa? Nói đây. Xả hết. Thú vị lắm ai. À. Cái bắt chèo này. Cái chèo năm nay vô sớm ai. Quay ra tầm trung bình có tầm 10-15 giây nếu mà nắng. Đéo. Cũng giỏi. Là coi được đèo đi đó là coi thời gian sau là quay nó đi liệu. Ba ba xuống mày. Quá chứ chín. Nó đến mình hết ảnh đi đâu mình chịu mưa ảnh nó gì mày. Bị cấp 6 cấp. Báo 23 ba rồi nắng chẳng có ba hứa là đi. Trong miếng này. Cộm. Gỡ biết anh rồi. Kính nó ai. Khai đập đang em đúng. Ừ. Đéo. Đi về luôn. Có nhà.